Này các thiên tử, vì lìa 8 giải thoát nên lìa 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. 18 pháp Phật bất cộng, vì lìa 8 thắng xứ, 9 định thứ đại, 10 biến xứ, nên lìa 10 lực Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Này các thiên tử, vì lìa 8 giải thoát nên lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Vì lìa 8 thắng xứ, 9 định thứ đại, 10 biến xứ, nên lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Này các thiên tử, vì lìa 8 giải thoát nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì lìa 8 thắng xứ, 9 định thứ đại, 10 biến xứ, nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này các thiên tử, vì lìa 8 giải thoát nên lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Vì lìa 8 thắng xứ, 9 định thứ đại, 10 biến xứ, nên lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Này các thiên tử, vì lìa 8 giải thoát nên lìa quả dự lưu, nhất lai, bất hoàn, A-la-hán. Vì lìa 8 thắng xứ, 9 định thứ đại, 10 biến xứ, nên lìa quả dự lưu, nhất lai, bất hoàn, A-la-hán. Này các thiên tử, vì lìa 8 giải thoát nên lìa quả vị độc giác. Vì lìa 8 thắng xứ, 9 định thứ đại, 10 biến xứ, nên lìa quả vị độc giác. Này các thiên tử, vì lìa 8 giải thoát nên lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát. Vì lìa 8 thắng xứ, 9 định thứ đại, 10 biến xứ, nên lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát. Này các thiên tử, vì lìa 8 giải thoát nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Vì lìa 8 thắng xứ, 9 định thứ đại, 10 biến xứ, nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Này các thiên tử, vì lìa 8 giải thoát nên lìa trí nhất thiết trí. Vì lìa 8 thắng xứ, 9 định thứ đại, 10 biến xứ, nên lìa trí nhất thiết trí. Lại nữa các thiên tử, vì lìa 4 niệm trụ nên lìa bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa. Vì lìa 4 chánh đoạn, 4 thần túc, 5 căn, 5 lực, 7 chi đẳng giác, 8 chi thánh đạo, nên lìa bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa. Này các thiên tử, vì lìa 4 niệm trụ nên lìa pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Vì lìa 4 chánh đoạn cho đến 8 chi thánh đạo, nên lìa pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh.